Sở hữu một rạp chiếu phim là một việc rất khó. Tưởng tượng xem sẽ có bao nhiêu đợt kiểm tra phải làm, lúc nào cũng có. Và có thể mỗi đợt kiểm tra có thể là lần cuối. Đặc biệt khi mà có hai rạp phim chung một nơi trên một đoạn đường, thành phố buộc phải dư rạp chiếu phim rồi, một trong hai phải bị dỡ bỏ thôi. May mắn thay, em đi xoay sở được. Nhóm thợ xây dựng đang kiểm tra ở rạp kia nữa, rạp phim của Ivy đó. Rạp này sang xịn mịn hơn rất nhiều. Khi Ivy hỏi, các chuyên viên công trình nói rằng những điều giống như Annie sẽ chỉ có một rạp được tồn tại thôi. Ivy hoàn toàn không chịu. Người thợ công trình quyết định các vị quản lý phải chứng minh là rạp phim của ai xứng đáng ở lại nhất. Và cả hai sẽ có một tuần để làm. Ivy biết là nếu như cậu ấy muốn giữ rạp phim của mình thì sẽ cần phiếu bầu từ khán giả rồi, nên là cậu ấy sẽ cố gắng hết cách để làm vừa lòng vừa ý khán giả nè. Ivy giữ khách bằng một lý do thôi. Giờ trước khi đến giờ chiếu phim, rạp phim phải ở trong hình dáng đẹp nhất, nghĩa là phải có hàng trăm công nhân dọn dẹp, phải lau chùi, là sẽ giống như thế thôi. Giờ rạp phim của Ivy sẽ đông nghẹt khách luôn. Rạp chiếu phim hạng VIP với giường mềm mại, giấy phép không giới hạn. Và dịch vụ massage. Đây là những gì bạn cần để tạo lại ấn tượng tốt cho rạp phim. Không tồi Ivy à, tốt lắm. Trong khi ấy, Annie thì người không đủ khả năng để thuê bảo vệ riêng đang gặp vấn đề rồi. Khách không thích rạp phim bừa bộn đâu, cậu ấy phải tự làm thôi. Khi mà phải làm, em đi làm việc của công nhân lau dọn nữa. Mặc dù cậu ấy làm rất nhiều việc nhưng chẳng bao giờ từ bỏ. Em đi yêu rạp phim rất nhiều. Để có chút bắp rang, phủ một lớp sơn bóng, để dưới đèn UV, dùng súng bắn keo để dán bắp rang lên áo nha. Và lấy vài miếng bị rơi ra và dán lên như thế này nha. Và bạn làm thêm một ly bắp rang, không có vết bẩn và trông cũng dễ thương nữa. Khán giả rất thích chiếc áo mới này. Wow, Annie, ấn tượng đó chứ. Ai cần phải sáng tạo nhỉ? Khi bạn giàu nhất vết, giống như Ivy. Để giữ lấy rạp phim của mình, Ivy mua một món đồ mới. Giờ khách hàng sẽ chẳng chỉ xem phim thôi đâu. Trong rạp phim cậu ấy, tất cả khách hàng đều có thể thành sao điện ảnh luôn. Đỉnh cao công nghệ đúng chứ? Bầu cho mình nha. Ở rạp phim của Annie thì không có công nghệ tân tiến nào cả. Và dĩ nhiên khách hàng đều khá là bực bội. Họ muốn thấy hiệu ứng đặc biệt. Ồ, rồi sẽ thấy thôi mà. Nếu khi Annie phải tự tạo hiệu ứng rồi, cậu ấy sẽ làm mọi thứ để giữ rạp phim trên phố trơm thôi. Lấy giấy màu dày, in một mẫu kính, tách ra, dùng keo siêu dính để dán các kẽ hở, đính các mảnh cắt rời từ giấy bìa cứng màu, dán vào gọng kính và xong rồi nè. Và một vị khách hài lòng nữa đây. Chà, xem xíu thôi. Annie có vài việc phải làm rồi. Để làm vui lòng mọi người, cậu ấy lấy tiêu chuẩn hài lòng của khách cực kỳ nghiêm túc. Điều làm cho khán giả tức hơn các khán giả khác là, đặc biệt là khi ai đó tạo ra tiếng ồn bằng đồ uống của họ, nhưng Annie chẳng đủ khả năng để đá người khác ra ngoài. Bởi kiếm tiền rất là cực mà, cậu ấy phải tìm cách để dàn xếp thôi. Xem những gì cậu ấy vừa làm kìa. Ống giảm thanh nè. Giờ tiếng hút lớn chẳng còn làm phiền ai nữa. Thế còn việc nhai thì sao? Chất lượng hình ảnh tệ có thể ảnh hưởng đến khả năng nhìn của bạn đó.
May mà Annie biết làm sao để làm dịu đám đông giận dữ. Bởi vì khi màn hình của cậu ấy không chiếu được toàn bộ hình ảnh, rồi màn hình của Ivy bên kia đường sẽ làm việc đó thay cho. Sảnh chiếu phim của Annie chưa bao giờ quá ấn tượng cả. Những bức áp phích vẽ bàn tay chẳng thu hút được khách hàng nào. Nhưng khi mà các vị khách cần, cậu ấy sẽ làm mọi thứ để giữ họ lại. Và bằng mọi giá, đúng là bằng mọi thứ luôn. Kể cả việc chụp hình ngẫu hứng, chẳng có camera, là vẽ bằng tay đó. Giống như tranh tả thực vậy. Thật là tự nhiên, bạn sẽ phải trả bằng tiền vẽ bằng tay chứ sao. Ở rạp phim bên kia đường, khách xem chẳng cần phải thuyết phục, họ đã chụp hình sẵn rồi. Ivy biết làm sao để khoảng thời gian họ ở đây trở nên tốt hơn, chỉ với một cú điện thoại. Và ở đây, những siêu anh hùng đời thật trong rạp phim luôn. Ivy đã làm cuộc thi nảy lửa hơn thật nè. Anh chàng này có vẻ hơi đói bụng, anh sẽ ăn hết chỗ này chứ. Anh ấy có thể ăn mà, nếu anh ấy không đánh rơi mọi thứ. Việc này chẳng nên xảy ra nếu anh ấy có gì đó có thể giúp được. Và phải không để cho khách phải giận lên, cậu ấy sẽ nhờ sự trợ giúp. Chỉ có mẹ mới có thể xoa dịu tổn thương từ việc rơi đồ ăn. Và nếu không đủ thì vị khách đói bụng kia có thể nhờ đến bà ngoại trong vài giây. Cắt miếng hình tròn bằng bìa cứng, dùng đế ly bắp rang vẽ thành 7 hình tròn nhỏ nha. Cắt ra, tô màu lên, dán keo siêu dính, dán giải bìa cứng vào phần viền, dán lại phần viền nha, gắn thêm một hình tròn nữa ở trên, xoay lại, quấn một giấy ăn màu đen xung quanh ống chỉ. Giờ thì bạn đã có một khay bắp rang sáng tạo rồi. Annie có thể ăn đồ ăn đó. Mình lấy cái khay ha. Rạp phim của Ivy có rất nhiều sự lựa chọn cho đồ ăn và 1000 thể loại bắp rang nữa, và cả bắp rang dạng nhỏ, cả một xô bự. Thế bắp rang cỡ đại thì sao? Đó là món mà khách hàng rất tò mò. Mời quý vị tránh đường cho. Trực thăng mang bắp rang đến đây. Chiếc xô đó thật lớn mà, chắn cả đường đi luôn. Annie à, cậu gặp rắc rối rồi. Sao mà chiến được tiếp nhỉ? Những gì mà rạp phim của cậu ấy bán là bắp rang siêu rẻ luôn. Sao cậu lại khóc? Xem ra em ấy không có đủ tiền để mua vé. Ổn thôi mà, in ra mẫu vé xem phim nhỏ, phủ một lớp sơn bóng lên, để dưới ánh đèn UV nha. Khoét lỗ nhỏ ở phần rìa của vé, làm tương tự với hai vé còn lại, thỏ sợi dây vào các chiếc vé, và xong. Giờ thì Caroline có chiếc vòng cổ thời thượng đây, cũng là vé xem phim luôn. Có lẽ là nhờ Annie tốt bụng, điều đó thu hút khách hàng. Ivy là người thành công nhất trong lĩnh vực rạp phim, có thể đáp ứng để xem phim một cách sang chảnh hơn bất kỳ ai trong trấn này. Cậu ấy có cả bồn tắm ở trong rạp, được phủ đầy bắp rang. Khi nào cậu ấy muốn xem phim là có ngay mà. Những hành động kỳ lạ của Ivy chẳng khách nào sợ, nhưng rạp phim kỳ cục của Annie thì chắc chắn khó hiểu. Điều này có thể ổn. Nhưng Annie vui là được. Xem ra Ivy chắc chắn thắng rồi. Cuối cùng cũng tới lúc Annie là người đầu tiên được kiểm tra. Chẳng có gì thay đổi, và rạp phim của cậu ấy có lẽ sẽ bị tháo dỡ.
Annie có đề nghị cho thanh tra bảo hành trọn đời cho rạp phim của cậu ấy. Hiểu nghiệm rồi, vị thanh tra đi đến rạp phim của Ivy. Thật tiếc khi tháo dỡ tất cả chỗ này, nhưng đâu có gì cản được, cô ấy phải làm thôi. Ivy ra sức năn nỉ. Nhưng mà chẳng được gì, tới lúc phải làm thôi. Phá sập rạp này đi. May thay, bác tài bị nhầm và hạ sập tiệm trái cây rồi. Ivy vui ơi là vui. Nhờ sai lầm của bác tài xế mấy ủi, cả hai đập viên có thể ở chung trên con phố này rồi. Bạn thích hai đập phim của tụi mình không nào? Bạn thích đập phim nào nhất? Để lại bình luận bên dưới nha. Và đừng quên nhấn thích và hãy theo dõi kênh để không bỏ lỡ video mới thú vị nào từ Trum Trum Trick nha.